Dạ, thưa các anh chị, hôm bữa con người nói em ăn uống này ngủ nghỉ sao? Trời ơi, có cái miệng xấu dễ sợ chứ quý vị. Trời ơi, nè bác nào nói đó tôi ăn nhiều. Trời ơi, bác ăn bác không dính son, bác hả cái họng bác bự bằng cái lavabo. Trời ơi, cô kìa. Tao hả lợn ơi, chén lợn đi. Chị hiền quá hả chị Hương? Trời ơi, người ta ăn chị hạch sách, chị canh me, chị quay phim. Trời ơi, chị ăn chị hiền quá nè, ăn sợ dính son nè, ăn sao banh miệng ra coi. Chị sợ Phi Phi nó la. La cái gì? Hư son, đánh hết son của nó. Cho nên giờ lỡ đánh rồi giờ son của ta chứ không son chị đâu, chị lo là chị ăn lại coi. Mình make up mình đi làm mình phải thương người ta có chứ. Có người phụ nữ nào ăn như bãi nên ăn coi nè, 2-3 nè. Đó trời, đó ơi, cái miệng ba táp ba cái hamburger vô dừa chứ đừng nói thêm cái cuốn chả giò. Tôi nói thiệt, trời ơi, con cái miệng kìa. Nhai không kịp nuốt, dễ không sợ. Không có son, Phi nó vui. Ăn dễ sợ mà trong khi coi nè, con người đàn ông bên này nè, thấy không? Eo uột, heo uột, người ta không có cái gì để ăn, đồ ăn nè. Đồ ăn mày ăn hết rồi. Ui vậy hả?